Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam có gần 40.000 hộ gia đình sinh sống bằng nghề nuôi ong, cùng hàng trăm công ty chế biến, kinh doanh và xuất khẩu. Hiện sản phẩm mật ong Việt Nam đang từng bước giành lại thị trường ở EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. cho thấy mật ong Việt đáp ứng các yêu cầu từ các thị trường khó tính nhất, từ truy xuất nguồn gốc đến quản lý hồ sơ lây bệnh. Những năm gần đây, nghề nuôi ong lấy mật đã giúp nhiều hộ dân tại một số địa phương trong cả nước phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số, các tỉnh miền núi, đồng bào sống ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Đáng chú ý, một số vùng đã xây được thương hiệu mật ong riêng, mang lại giá trị kinh tế cao. Đối với các tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc, nghề nuôi ong hiện cũng đang dần chuyển đổi từ hình thức chăn nuôi tự phát nhỏ lẻ sang đầu tư nuôi ong tập trung với số lượng lớn, bình quân khoảng 50 đến 100 đàn một hộ, thậm chí lên tới 500 đến 600 đàn một hộ. Đặc biệt, có nhiều hợp tác xã, câu lạc bộ nuôi ong được hình thành, từ đó giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn, chất lượng sản phẩm cũng nhờ vậy ngày càng được cải thiện và nâng cao giá trị. Là tỉnh miền núi nằm ở địa đầu Tây Bắc của Tổ quốc, Lai Châu có nhiều tiềm năng thế mạnh phát triển nông lâm nghiệp. Tỉnh Lai Châu hiện có hơn 487.000 ha rừng với tỷ lệ độ che phủ đạt hơn 51,5%. Những năm qua, tận dụng lợi thế với những cánh rừng xanh tốt, nhiều hộ dân ở các địa phương của tỉnh Lai Châu đã mạnh dạn phát triển nghề nuôi ong lấy mật dưới tán rừng. Trên cơ sở phân tích tiềm năng, lợi thế của địa phương, tỉnh Lai Châu xác định nuôi ong lấy mật là hướng phát triển kinh tế mới trên địa bàn. Những chính sách hỗ trợ của tỉnh đã tạo bước ngoặt thúc đẩy nghề nuôi ong lấy mật trên địa bàn Lai Châu phát triển. Các huyện, thành phố trong tỉnh khuyến khích thành lập, thu hút hợp tác xã tham gia đầu tư, liên kết nuôi, thu mua sản phẩm mật ong. Sản phẩm mật ong của tỉnh Lai Châu thì đã có một số sản phẩm, đã có thương hiệu, đã có mẫu mã về bao bì sản phẩm theo đúng quy chuẩn. Và sản phẩm mật ong thì cũng đã được, một số sản phẩm cũng đã được công nhận là sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Không những là sản phẩm OCOP mà sản phẩm mật ong cũng đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Tại Lào Cai, tổng đàn ong mật của toàn tỉnh hiện đạt 5.000 đàn, trong đó có trên 1.000 đàn ong ngoại. Nhằm tạo ra giải pháp để tiếp tục duy trì và phát triển bền vững nghề nuôi ong mật trên địa bàn, Lào Cai đã thành lập các tổ hợp tác nuôi ong mật chất lượng cao, triển khai xây dựng tem nhãn thương hiệu, thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng và gắn tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm mật ong, kết nối thị trường cho sản phẩm mật ong của địa phương. Qua một quá trình phát triển ấy, thì hiện nay thì trên địa bàn tỉnh đã có hai cái thương hiệu ong rất là nổi tiếng, một là cái mật ong Thanh Xuân, hai là cái mật ong Núi Đá. Ngoài ra thì cũng có một số cơ sở nhỏ lẻ khác. Từ cái bước sản xuất là với cái nhiệm vụ của cái công tác khuyến công thì cũng đã hỗ trợ để đầu tư máy móc các thứ để phục vụ sản xuất. Đặc biệt là đối với cái thị trường tiêu thụ thì trong tất cả các chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh cũng như là của tỉnh tổ chức cũng như là tỉnh tham gia với các cái tỉnh trong khu vực và các khu vực ở trong cả nước và đối cả cả thị trường nước ngoài thì chúng tôi đều đưa cái sản phẩm mật ong vào để thực hiện để hỗ trợ để tìm kiếm thị mở rộng cái thị trường tiêu thụ sản phẩm. Mật ong là đặc sản quý giá của Sơn La đã có từ rất lâu, với khí hậu ôn hòa, hoa trái quanh năm, diện tích hàng ngàn hecta cây ăn quả, cây công nghiệp cùng những cánh rừng bạt ngàn các loại hoa cỏ tự nhiên cho mật và phấn hoa có chất lượng tốt. Hiện nay, toàn tỉnh có 6 hợp tác xã, một chi hội nuôi ong và gần 2.100 hộ nuôi ong mật với tổng số hơn 81.000 đàn ong nội và ong ngoại. Muốn là được nhà nước là định hướng cho bà con về cái phương pháp nuôi nào để nó chuẩn và định hướng cho bà con làm cái sản phẩm như thế nào để bán phục vụ thị trường, thứ nhất phục vụ bà con mình. Đấy. Thứ hai là nếu mà sản phẩm dư ra thì mình có thể là xuất khẩu được. Thì hướng xuất khẩu thì phải làm sản phẩm như thế nào thì mong muốn là được hỗ trợ bà con, đào tạo cho bà con những cái kinh nghiệm làm sản phẩm, những kinh nghiệm làm trang trí sản phẩm để đạt, để xuất khẩu được. Có thể thấy, nghề nuôi ong mang lại hiệu quả cao cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Thêm một lợi ích khác nữa là bản thân con ong mật còn đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cải thiện năng suất của cây trồng thông qua việc thụ phấn. Do đó, khi phát triển ngành nghề nuôi ong theo hướng Việt Gáp và xuất khẩu, các vùng nguồn phấn và mật hoa sẽ hạn chế dần việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ưu tiên các sản phẩm hữu cơ thân thiện với môi trường,
Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho người nuôi ong để giúp chuyển đổi hình thức nuôi theo hướng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn GMP nhằm đảm bảo tính ổn định, bền vững cho thương hiệu mật ong Việt Nam.